Trần Anh vừa mới thu mua bộ Captiva 2009, xe này chủ nhà người ta bán cho Trần Anh, xe đẹp lắm cô chú anh chị. Đời 2009 nha, cà vẹt ngay chủ luôn cô chú anh chị. Em này gốc 660, rút hồ sơ về 79 Khánh Hòa, 2009. Máy 2.4 lít nha. Form đẹp, ông sơn xi bên ngoài về không phải làm luôn. Nói chung mẫu này, nói chung người ta chăm sóc cái mẫu xe cũng rất là ok rồi. Bà con mua về, bà con, cô bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây là form dáng nguyên đồng sơn của em Captiva nè, 4 vỏ nè, khá là mới nè, chủ nhà thay mới nè, mâm đúc nguyên bản của dòng Chevrolet Cruze nha cô chú anh chị nha. Đây là form dáng của em ở đây. 2009 là form mới đèn trắng nè. Đó, đèn trắng nha các bà con nha. Đẹp không? Sử dụng toàn bộ bô đôi hết toàn bộ, nói chung chủ nhà về người ta máy móc người ta giữ kỹ lắm. Nhớ người ta cũng vừa thay mới xong. Nè, hai cặp vỏ sau luôn. Mới ken sao ben luôn. Gầm bọng ở trong là nguyên bản hết, không một tí bụt mọt. Bấm nút nguyên bản của dòng Cruze. Captiva chứ em sorry. Sạch sẽ không nè. Đây là sổ Trần Anh quay cho cô chú anh chị coi nè, đúng không? 2009 nè. Đó xe nè. Ủy quyền đầy đủ. Lên màn hình Android, số má nó bao phê bao riêng. Vô lăng 4 chỗ mới tình. Nói chung cái nội thất nó đẹp. Nội thất mở ra cửa nó sạch sẽ, nhìn là giờ là thích rồi. Về xe này không phải làm gì hết á. Được cái liền lẹt keo chỉ là rin hết 100% là không cấn không lỗ nha. Toàn ơi, đề cái máy lên cho anh. Nè, option nội thất ở trong. Tắp bi, keo rin hết toàn tập. Không cứng nha bà con nha. Bảy chỗ ngồi là ghế là ghế da nguyên bản xịn sò theo xe. Mẫu này có khay học để đồ đầy đủ tính năng. Đèn nè, đèn trên trần nguyên bản là trần nỉ nha. Bảy chỗ ngồi nè. Ở chủ nhà gấp ghế lại là sạch sẽ không? Rộng. Phía sau chúng ta có băng chứa đồ rộng lắm. 2.4 lít thì đâu đó rơi cho cô chú anh chị nằm tầm 11 lít á. 11 lít nha. Hai cặp vỏ sau mới tinh luôn. Xe này Trần Anh kiểm tra rồi. Cặp vỏ đầu này hơi mòn một tí xíu. Nè, cục máy nè. Anh chị thấy cục máy êm không? Hai bên sóng gần là không có đâm va nè. Kèo cột nguyên bản hết nè, keo nè. Hệ thống keo là keo chỉ cho nó có bô là keo rim toàn tập 100% nè cô chú anh chị. Đây là phần bon điện. Bon điện mạc tem theo xe hết nè. Đó bà con thấy không? Được chưa cô chú anh chị? Nè. Máy êm lắm. Máy em ru. Dằn nè. Dằn trước của em nó mạc tem theo xe. Mạc tem đóng nguyên bản của Captiva. Hai chóa đèn trước khá là mới. Cái đợt chúng ta sẽ có đèn gầm. Đó nó có bô lại. Được chưa cô chú anh chị? Đó là hàng đẹp chất lượng là ở đây nha cô chú anh chị nha. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Option nội thất. Trợ lực nhẹ tưng. Nói chung về chủ nhà người ta mỗi thứ nó hư lặt vặt tí tí. Chủ nhà về người ta canh chỉnh hết. Trên đồng hồ là không có một tí gọi là lỗi lầm luôn. 169.000 rồi nha cô chú anh chị nha. Và đây là chúng ta có hệ thống gương cục mở nè. Đợt trước cái gương cục mở này nó hư ở chủ nhà, về chủ nhà thay motor luôn rồi nè. Đó, thay motor hết chưa. Nè, tắp lô, tắp bi, trang bị được túi khí sạch sẽ không. Màn hình Android. Máy lạnh AC đang mở, mở phát lạnh ngắt nè. Trợ lực nè. Trợ lực nhẹ tưng. 2009 là form mới cho nên cô chú anh chị phải phân biệt nha. Qua 2009 là mất ghế chính điện rồi. Là nó sẽ là đèn trắng, bản mắt nha cô chú anh chị. Chìa khóa rin của dòng Chevrolet. Đó là hàng chuẩn lắm. Đây là phần nách cửa, cô chú anh chị coi sạch không. Đó, nách cửa đó. Hầu như không có một tí gọi là xét rỉ ở trên xe luôn. Ghế là ghế da xịn sò theo xe nha. Hai bên là mạc tem rin hết. Đẹp chưa bà con? Hai cặp vỏ sau chủ nhà thay mới 100% luôn. Hai cặp vỏ trước đâu đó còn lanh quanh được tầm 60% thôi. Và form mới. Form mới của chú anh chị để ý là form mới cái đèn trắng nè. Đèn trắng nó sẽ dài hơn cái form cũ một tí xíu nha. Đây là cái cục đèn nó hơi liếc rồi. Hơi liếc qua một tí xíu thôi. Ok chưa? Gạt ngư phía sau. Đây là bản mắt nè. Captiva bản LT nè. Bản mắt nha cô chú anh chị nha. Đèn trắng là bản mắt hết toàn bộ. Cốp sau đẹp không? Hỗ trợ cho em nó toàn bộ là hai tia nhúng tia lực hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Và đây là đinh bấm nè. Đinh bấm nguyên bản của bon điện nè. Keo nè. Keo chỉ nè, keo chỉ rin tuyệt đối 100%. Cái này qua thời gian 5 tháng nó có phai cái lớp sơn rin đi ở trong nách một tí xíu. Cái này không có ảnh hưởng đâu nha cô chú anh chị nha. Đó, sạch sẽ lắm.
màu vàng. Em này bởi chỗ ngồi rộng rãi, form thì cực kỳ là sang trọng, sang chảnh vô cùng nha cô chú anh chị. Nó xe này giờ Trần Anh về, Trần Anh chỉ việc bán thôi, không phải rửa, không phải làm gì luôn. Thì xe nó quá hoàn hảo rồi, người ta đi làm mới hết toàn bộ rồi, đèn đóm mới tinh rồi. Đăng kiểm tháng 3 năm 2023, ngày 14 tháng 3 nha. Đó, mẫu đi gần hết đăng kiểm rồi, cô chú anh chị thích thì Trần Anh sẽ khuyến mãi cho cô chú anh chị một gói đăng kiểm mới. Và bà con coi nè, sóng gần nè, sóng gần của em nói trên nó cabo chạy rất là liền, anh chị coi nè, hai bên nè, đẹp như thế này, không có dấu hiệu là vên hoặc là méo nha, anh chị thấy không? Đó, và đây nhìn thùng bình, thùng bình 45 độ của em nó là cực kỳ là ok nè, mới tinh. Bà con thấy mới không? Khá là mới luôn. Tấp qua đây một tí xíu nè, sơn si thẳng thẳng đứng nha cô chú anh chị nha. Đó là hàng đẹp cho anh em biết chơi đó. Ai bà con trải nghiệm tiếp tục phần gầm nè. Đây là phần gầm mà cô chú anh chị. Đây là phần gầm nè. Chị thấy gầm bề đẹp không? Không một tí một mọt ở dưới gầm nha. Đó, phần gầm cực kỳ là ok luôn. Đó, gầm bề của em ở đây nè, đẹp như thế này. Đam mê mẫu này alo cho Trường Anh Auto. Em khép lại chương trình tại đây này nha. Trường Anh see you and goodbye.